Bali là một tỉnh của Indonesia. Tỉnh Bali bao gồm đảo chính Bali và một vài đảo nhỏ lân cận. Đáng chú ý là Nusa Penida, Nusa Lambongan và Nusa Seligan. Nó tọa lạc tại cực tây của quần đảo Sunda nhỏ nằm giữa Java phía tây và Lombok ở phía đông. Thủ phủ Bali là thành phố Denpasar nằm ở miền nam đảo Bali. Với dân số 3.890.000 người theo thống kê năm 2010 và 4.2 theo thống kê năm 2014, đảo là nơi cư ngụ của đa số người theo đạo Hindu giáo tại Indonesia. Theo thống kê năm 2010, 83,5% dân số Bali là người Bali Hindu giáo, sau đó là 13,4% người Hồi giáo và 2,5% người Kitô giáo, và ngoài ra có 0,5% người theo Phật giáo. Trên đảo Bali là trung tâm du lịch của Indonesia, nơi có rất nhiều các resort và đặc biệt là các di tích lịch sử nổi tiếng như đền Cổng Mặt Trời, đền Talanot, đền Thần Nước, cung điện nước, các đền đài miếu mạo, hai ngọn núi lửa rất hùng vĩ là núi lửa Agung và núi lửa Batu, rất đẹp. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé. Sống lưng khủng long Kelingking trên đảo Nusa Penida rất là tuyệt vời. Đây gần như là một biểu tượng bắt buộc bạn phải đến thăm khi ghé thăm Bali, và đặc biệt là thăm đảo Nusa Penida thuộc quần đảo Bali, Indonesia. Để đến được Kelingking, bạn phải đi tàu từ đảo lớn Bali sang đảo Nusa Penida ở cảng Sanur. Bạn sẽ đi tàu cao tốc sang đảo Nusa Penida, và từ bến cảng của đảo Nusa Penida bạn bắt ô tô nhỏ 7 chỗ để chạy lên sống lưng khủng long Kelingking. Kelingking là một khu du lịch, trong đó có con khủng long đáng yêu Kelingking. Đây là một núi đá vôi nhỏ lao ra biển hình con khủng long. Một điểm tuyệt đẹp, rất thú vị và các bạn bắt buộc phải đến thăm trên đảo Nusa Penida nữa, đó chính là bãi biển Broken Beach. Ở bãi biển Broken Beach này có một địa điểm là một vũng lõm núi đá thông với mặt biển, tạo thành một cầu vồng cổng to vò rất đẹp. Nước ở đây xanh, màu xanh ngọc rất tuyệt vời, màu xanh rất đẹp, nước trong vắt và có thể nhìn thấy đáy. Đây là hình ảnh cổng to vò và bãi biển Broken Beach. Bãi biển này hầu như không có lối đi bộ xuống vì xung quanh là vách đá rất cao, và lối vào duy nhất của bãi biển đó chính là cổng to vò mà các bạn phải đi thuyền vào, nhưng đi vào cũng rất nguy hiểm. Các vách đá hõm xuống tạo thành một hố, một giếng rất sâu, và nước biển trong tạo thành một kỳ thú cảnh quan tuyệt đẹp trên đảo Nusa Penida.
Địa điểm Broken Beach này rất gần với địa điểm sống lưng khủng long Kellington. Từ sống lưng khủng long Kellington, bạn đi mất khoảng 15-20 phút là đến địa điểm Broken Beach này. Các bạn có thể thấy màu nước rất đẹp. Xung quanh bãi biển Broken Beach này còn rất nhiều các điểm thú vị khác, đặc biệt là vịnh Carahel Dolphin Beach, nơi bạn có thể thuê ngắm san hô rất đẹp. Ở đây chỉ cần đeo kính bơi vào là bạn có thể nhìn thấy những dải san hô sống tươi đang chập chờn lượn theo sóng, rất tuyệt vời. Thực sự Bali, Indonesia có những khung cảnh thiên nhiên hoang sơ rất đẹp. Đặc biệt ở trên đảo Nusa Penida này, bạn sẽ thấy cuộc sống của người dân vẫn giữ được nguyên nét truyền thống. Họ không hề bị tác động nhiều bởi cuộc sống hiện đại xô bồ ngày nay. Người dân ở trên đảo rất thủng thẳng sinh hoạt. Chúng tôi đến gọi một ly bia và một trái dừa, nhưng họ cứ thủng thẳng, họ làm việc nhà trước sau đó mới ra phục vụ chúng tôi. Cuộc sống rất chậm rãi nhẹ nhàng, đúng như khung cảnh thiên nhiên hoang sơ nơi đây vậy. Đây là những hình ảnh lặn ngắm san hô trên vịnh Cái Heo Dolphin Beach. Oh,
Đến với Bali, bạn bắt buộc phải thưởng thức những ruộng bậc thang xen lẫn những cây dừa tuyệt vời ở đảo ngọc này. Trên đảo Bali còn lưu giữ những ruộng bậc thang, những hẻm suối và xen lẫn là những cây dừa được trồng rất đẹp. Ruộng bậc thang ở Bali đã được UNESCO bảo tồn trở thành di sản văn hóa thiên nhiên của nhân loại. Ở đây, cùng với cách làm du lịch rất đặc biệt trên đảo Bali, lên những ruộng bậc thang ở đây càng tạo thêm sự ấn tượng cho du khách khi đến đây. Khu du lịch nghỉ mát Alat Harum ở trên đảo Bali là một khu du lịch rất nổi tiếng. Ở đây vừa bảo tồn các ruộng bậc thang, vừa bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời của Bali, nhưng vừa có những thú vui, điểm nhấn về du lịch làm mỗi du khách đến đây không thể quên. Ví dụ như những hình ảnh bạn đang thấy là đu những cây dừa giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời trên những cánh đồng ruộng bậc thang, tạo ra cảm giác như mình đang bay lượn trên không như những chú chim trong thần thoại. Khi đến khu du lịch Alat Harum, ở đây có đầy đủ các tiện nghi cho bạn, từ bể bơi đến các trò chơi mạo hiểm như đi xe đạp trên dây, đu võng trên những cây dừa, đu võng trên không, đánh đu trên không, thưởng thức những ly cà phê tuyệt đẹp và ngắm thung lũng ruộng bậc thang tuyệt vời ở khu du lịch Alat Harum. Vé vào cửa khoảng 400.000 một người, nhưng có đầy đủ các tiện ích. Bạn hãy đi một vòng để ngắm các ruộng bậc thang, những con suối và những cây dừa trồng xen lẫn ruộng bậc thang rất đẹp. Ở đây, thiên nhiên được bảo tồn tối đa, nên cảnh vật rất hoang sơ, rất tự nhiên và rất đẹp. Đây là những ruộng bậc thang đã đến mùa lúa chín, những cây lúa trổ đồng đồng rất đẹp. Và trên triền đồi là những cây dừa mọc xen lẫn với ruộng bậc thang rất tuyệt vời. Khách phương Tây rất thích nơi này vì ở đây bảo tồn nguyên vẹn những ruộng bậc thang, những khung cảnh thiên nhiên tự nhiên làm cho con người cảm giác như hòa mình với thiên nhiên, hòa mình với không gian. Đền thờ Puratita Empu Bali tại Indonesia là một trong những điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất ở khu vực Ubud thuộc đảo Bali, Indonesia. Đền thờ nổi tiếng không chỉ với khách du lịch mà còn với cả người dân địa phương bởi sự linh thiêng. Đây là điểm du lịch vô cùng yên tĩnh và một trải nghiệm thực sự tuyệt vời văn hóa của người Bali. Đến Ubud mà không đến đền Tira Empu là một sự thiếu sót lớn. Đền Puratira Empu Bali là một ngôi đền của người Hindu theo đạo Hindu, nổi tiếng với vùng nước tinh khiết nơi người dân địa phương làm phước lành hàng ngày. Tira Empu có nghĩa là mùa xuân linh thiêng. Vị trí đền ở Tampasser ở Bali, Indonesia. Người dân địa phương gọi nước của ngôi đền là Amrita, có nghĩa là thánh trong tiếng Hindu của người Balali. Có 13 đài phun nước khác nhau tại đền Empu. Mỗi người được sử dụng một đài như một phước lành để rửa sạch tội lỗi. Những người lính đã đến đây hơn 1.000 năm để rửa sạch tội lỗi. Ngoài ra, sử dụng nước ở đây cũng là xua đuổi tà ma bằng sức mạnh ma thuật theo người xưa kể lại. Mọi người tin rằng thần Indra đã tạo ra mùa xuân nuôi sống 13 đài phun nước và truyền thuyết vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Do đó, điều quan trọng là bạn đến thăm ngôi đền nước Ubud phải có sự tôn trọng, tránh thái độ xem thường nhé. Bạn có thể chụp một số bức ảnh mát mẻ
về ngôi đền Ubud. Tuy nhiên, nên cẩn thận với những người dân địa phương, vì với họ đây là nơi ban phước lành và tôn thờ cao. Thời gian mở cửa của ngôi đền thần nước này, giờ mở cửa tại đền là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vì vậy tốt nhất nên bắt đầu đi từ Ubud trước 7 giờ 30 sáng hoặc 8 giờ sáng, vì tuyến đường đến đây rất đông và còn có thể bị kẹt xe lâu. Đến đền sớm để được tận hưởng các phước lành đài phun nước yên tĩnh hơn. Thông thường khách du lịch sẽ bắt đầu đến đông hơn vào tầm 11 đến 12 giờ trưa. Cách mua vé vào đền nước Tira. Cách mua vé vào đền nước Tira Empu. Phí vào cửa là 15.000 rupee, gần 20.000 Việt Nam đồng cho người lớn, và 7.500 rupee, gần 10.000 Việt Nam đồng cho trẻ em. Vé gồm lối vào vườn chùa và đài phun nước phước lành. Bạn cũng có thể góp thêm để nếu bạn muốn, để tài trợ thêm cho ngôi đền nước, cho mỗi đợt tu sửa được khang trang lộng lẫy hơn. Nhưng việc quyên góp này cũng không bắt buộc. Cung điện nước Tira Ganga Bali là một cung điện nước cổ đại của đế chế Karagasem, một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở phía đông Bali. Cung điện nước Tita Ganga Bali nằm khoảng 6 km về phía bắc của thị trấn Amlapura, nơi có 1,2 hectare hồ bơi, ao và đài phun nước được bao quanh bởi những khu vườn nhiệt đới. Phong cảnh ngoạn mục với những cánh đồng lúa tươi tốt, những khu vườn trang trí với hồ bơi, đài phun nước, trạm khắc đá, lối đi bằng đá, ao cá và vỉa hè thoáng mát. Tita Ganga theo nghĩa đen có nghĩa là nước từ sông Hằng, thánh sông Hằng của Ấn Độ, và nó là một địa điểm tâm linh cho những tín đồ đạo Hindu tại Bali. Cung điện nước được xây dựng ở đây từ cuối những năm 1940 đến những năm 1950 bởi Guti Gede Jelantik, người thừa kế của vương quốc Karagasem. Đền Lempuyang hay còn gọi là cổng trời Bali được biết đến như một nơi check-in nổi tiếng nhất tại Bali. Chính vì sự nổi tiếng và cảnh đẹp huyền ảo như tranh vẽ nơi đây mà du khách thường phải xếp hàng dài chờ đợi hàng tiếng đồng hồ vào Heaven Gate, cổng trời. Hãy cùng tôi khám phá cổng trời tuyệt đẹp, huyền bí này nhé. Đền Lempuyang gồm 7 khu bảo tồn khác nhau và bạn có thể mất đến 4 giờ để có thể đi hết những nơi này. Đây được xem là một trong những ngôi đền cổ kính nhất, mang đậm dấu ấn tôn giáo đặc trưng của Indonesia. Đền Lempuyang nằm khá xa, riêng biệt với các địa điểm du lịch khác của Bali, nhưng hàng ngày vẫn có những hàng dài du khách đến đây xếp hàng tận 3 tiếng để được tham quan và chụp ảnh cổng trời và ngọn núi Agung phía sau. Một số lưu ý để bạn chuẩn bị trước khi ghé đến nơi đây. Về trang phục, bạn cần mặc sarong, trang phục truyền thống người Indo, hoặc mặc các trang phục dài quá đầu gối và không được để lộ vai. Nếu lỡ quên, bạn có thể chữa cháy bằng cách thuê một chiếc khăn tại cửa hàng ở đền với giá khoảng 10.000 rupiah, tầm 16.000 Việt Nam đồng. Thứ hai là không được hôn nhau khi chụp ảnh ở đây. Hãy nhớ đây là một nơi tôn nghiêm và không được phép hôn nhau, dù chỉ là nụ hôn chớp nhoáng để chụp ảnh. Thứ ba là không được sử dụng các máy quay flycam. Thứ tư là mang một đôi giày thật êm ái và thoải mái, mặc đồ đẹp chụp hình cho tuyệt vời. Thứ tư là mua sắm, bạn có thể mua vài món đặc sản địa phương, quà lưu niệm dưới chân đền.
cách mua vé tham quan đền Lempuyang. Vừa tới quầy soát vé, bạn phải đến mua vé thật nhanh, sau đó đi theo phía tay trái tới chỗ lấy số. Lấy số chậm thì sẽ có số càng lớn và chờ càng lâu. Mỗi nhóm là một số, chứ không phải là mỗi người một số. Đi bộ theo dòng người phía bên tay trái tới cổng, có người vẩy nước thiêng lên đầu bạn và ngồi chờ đọc số để chụp hình. Trong lúc chờ đọc số, bạn có thể chụp hình ở các bậc thang đền đối diện rất đẹp. Nếu số bạn quá xa phải chờ lâu thì tới nhà hàng nhìn sang trọng gần chỗ đậu xe và bán vé để chụp hình sống ảo với núi lửa Agung và ăn sáng. Giá ăn sáng đây hơi cao nhưng đỡ hơn phải ngồi chờ chỗ cổng trời. Canh thời gian chờ bằng cách cứ mỗi số khoảng 3 phút. Nếu số của bạn là 20 và số người đang được chụp hiện tại là 5 thì thời gian chờ là 15 × 3 = 45 phút. Có nhiều lúc sẽ lâu hơn nếu có người đi theo đoàn, vì mỗi đoàn một số họ chụp hình cá nhân, cặp đôi xong ở thế rất lâu. Cổng trời Bali, đền Lempuyang là ngôi chùa linh thiêng và là nơi chụp ảnh đẹp bậc nhất ở Bali. Đền Lempuyang có tên địa phương là Pura Luhu Lempuyang, là một trong những ngôi đền cổ nhất và được đánh giá cao nhất của Bali. Nơi này cũng được cho là có trước phần lớn các ngôi đền Hindu trên đảo và là một trong 6 nơi thờ cúng linh thiêng nhất ở Bali. Toàn bộ cảnh quan của đền vô cùng đẹp mắt. Cánh cổng đá dẫn lên đền còn được gọi là cổng thiên đường Heaven Gate. Các cổng và đền thờ nằm ở phía đông của đảo Bali, trong vùng cao nguyên của núi Lempuyang, cách trung tâm văn hóa Ubud của Bali khoảng 2 giờ đi ô tô, cách sân bay quốc tế Lumjarai khoảng 2 tiếng rưỡi, khoảng 87 km và thành phố trung tâm Denpasar của Bali khoảng 2 giờ ô tô. Ngoài ra, nếu đã ghé thăm đền Lempuyang và còn thời gian thì bạn có thể tới tham quan cung điện nước Bali Titaganga ở cách đó nửa giờ ô tô. Đặc biệt nếu bạn đã chọn ở lại thị trấn biển Amed cách Lempuyang khoảng 30 phút thì càng không nên bỏ qua ngôi đền độc đáo lâu đời này. Đền Lempuyang hay Pura Luhu Lempuyang là một trong những ngôi đền cổ nhất và được tôn kính nhất ở Bali, sánh ngang với đền Besakin, đền mẹ của Bali. Các ngôi đền khác là đền Besakin, đền Gulawa, đền Batu Karu, đền Pusering Jarat và đền Uluwatu. Ngôi đền này cũng được cho là có trước phần lớn các ngôi đền Hindu trên đảo. Đây là điểm đến ưa thích của những khách du lịch thích leo núi bởi ngôi đền chính nằm ở độ cao 1.175m so với mực nước biển trên đỉnh của ngọn núi cùng tên Lempuyang ở đông Bali. Quần thể đền Lempuyang có tới 7 ngôi đền. Để tới đền phía trên đỉnh núi, du khách phải đi qua một cầu thang dốc với hơn 1.700 bậc. Xung quanh có các điểm tham quan nhánh trên đường đi, bao gồm một số đền phụ, và bạn có thể bắt gặp bầy khỉ đuôi dài xám sống trong những khu rừng núi mát mẻ xung quanh. Dù quãng đường cầu thang dài như vậy nhưng bạn sẽ được thưởng thức cảnh quan xứng đáng và quang cảnh tuyệt đẹp của núi Agung đối diện. Khu rừng xinh đẹp xung quanh ngôi đền còn được mệnh danh là lá phổi của đảo Bali.
ngoài cổng trời Bali nổi tiếng, đền Lempuyang còn có một bí ẩn độc đáo khác, một Peligit, điện thờ nhiều tầng trong đền ở Bali, tên là Titapingit bí mật, nằm giữa những khóm tre mọc trên đỉnh đền Lempuyang. Ở đó chỉ có ba lùm tre mọc lên. Pemaku, tư tế của đền, sẽ cắt lấy một đoạn tre cho Tita, nước thánh, chảy ra. Nước thánh này sau đó được đưa cho Pemadek, những người thực hiện nghi lễ hoặc cầu nguyện, cũng như khách du lịch đến cầu nguyện. Và điều kỳ lạ là cây tre vẫn không ngừng lớn lên, dù rất hay bị chặt như vậy. Đây là một khu vui chơi giải trí nằm ngay sát ven biển của đảo Nusa Penida, Bali, Indonesia, rất tuyệt vời. Khu giải trí này gồm có đầy đủ các dịch vụ như nhà hàng, quán cà phê, bãi biển, các party về đêm, các party trên biển ngắm bình minh và hoàng hôn, rất tuyệt vời. Đến đây bạn sẽ được ngắm bơi, ngắm san hô, đặc biệt nước ở đây rất trong. Khi xuống có thể có nhiều san hô làm bạn đau chân, nhưng bù lại bạn sẽ được ngắm san hô tươi sống với những chú cá đầy màu sắc bơi lội bên dưới ở mực nước rất đông, rất tuyệt vời. Bạn chỉ cần đeo kính bơi vào, úp mặt xuống nước là có thể ngắm những chú cá muôn màu sắc và những dạng san hô tươi vờn theo sóng, rất đẹp. Bãi biển ở Nusa Penida này cát trắng, bầu trời xanh ngọc, những hàng dừa xanh tạo cảm giác rất tuyệt vời. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.
Đối với nhiều người, đền Tatalot là hình ảnh thu nhỏ của hòn đảo Bali thơ mộng. Tên ngôi đền có nghĩa là vùng đất trên biển, một cái tên hoàn toàn phù hợp với vị trí ngoài khơi độc đáo của nó và là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Bali. Tatalot là ngôi đền ngắm cảnh biển của Bali và là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất, nhất là khi mặt trời lặn, hoàng hôn nơi đây trông thật đẹp. Nó nằm ở Beraban Village, cách thành phố Denpasar khoảng 25 km. Về lịch sử của ngôi đền Tatalot, hãy tưởng tượng hình ảnh một ngôi đền Bali Pura sừng sững trên tảng đá hướng ra đại dương rộng lớn, với những con sóng vỗ bên dưới và màu sắc ấn tượng của bầu trời hoàng hôn làm nền, được thắp sáng bởi mặt trời đang dần khuất bóng. Ngôi đền nằm ngoài khơi khoảng 300 m. Lịch sử của đền Tatalot được cho là có từ thế kỷ 16 bởi Dang Hyang Niratha, một tu sĩ người Ấn Độ, một nhân vật tôn giáo được kính trọng ở Bali. Dang Hyang Niratha được cho là người đã tạo ra hệ thống 3 ngôi đền ở các ngôi làng Bali, thiết lập sơ đồ địa điểm mà ngôi đền được xây dựng ở khu vực phía bắc của làng sẽ dành cho Brahma, khu vực giữa dành cho Vishnu và khu vực phía nam dành cho Shiva. Khi đi dọc theo bờ biển phía nam Bali, ông nhìn thấy hòn đảo đá nhỏ và quyết định nghỉ qua đêm. Tảng đá được biết đến với cái tên Gilibell, có nghĩa là tảng đá hình con chim, nằm ở làng Beraban. Sau đó ông cảm thấy một sự giác ngộ rằng đây là một nơi linh thiêng để xây dựng một ngôi đền. Thủ lĩnh của Beraban rất tức giận và ra lệnh cho mọi người trục xuất Niratha khỏi Gilibell. Trong thần thoại Bali, Dang Hyang Niratha được biết đến như một người đàn ông có sức mạnh siêu nhiên. Vì vậy, ông chuyển toàn bộ đảo đá ra biển, xây dựng một ngôi đền và đặt tên là Tatalot. Cả làng Beraban đã vô cùng kinh ngạc và sau đó cũng tham gia để làm theo lời của Niratha. Đền Tatalot được xây dựng để thờ Pratana Segara hay thần biển. Để bảo vệ ngôi đền với sức mạnh khủng khiếp của mình, anh đã tạo ra một con rắn độc từ đây. Từ dây thắt lưng của mình, con rắn biển được cho là sống dưới chân hòn đảo đá này để canh giữ ngôi đền khỏi những xấu xa xâm nhập. Ngày nay đây là một trong những ngôi đền trên biển được chụp ảnh nhiều nhất ở Bali. Bạn sẽ tìm thấy nhiều cửa hàng nghệ thuật cung cấp đồ thủ công mỹ nghệ địa phương bên cạnh các sản phẩm đặc trưng của địa phương ở lối vào để đến Tatalot. Thời gian tốt nhất để đến thăm Tatalot là trong lễ Odalan được tổ chức 210 ngày một lần. Các nghi lễ thường diễn ra vào ngày thánh được gọi là Phật Semeng Langkut. Vào ngày này bạn sẽ thấy những hàng phụ nữ Bali duyên dáng mang lễ vật trên đầu đến cầu nguyện tại đền Tatalot. Khu du lịch Tatalot gần tảng đá được quản lý rất tốt cho du khách. Nó có một khu vực đậu xe, nhà vệ sinh, cửa hàng nghệ thuật, nhà hàng, khách sạn, sân khấu mở, trung tâm thông tin du lịch, dịch vụ an ninh và an toàn. Ở đây có rất nhiều nhà hàng, nơi bạn có thể thưởng thức bữa sáng hoặc bữa trưa thịnh soạn trong khi ngắm toàn cảnh, trải nghiệm sự thanh bình của mặt trời nhiệt đới từ từ khuất sau đường chân trời vào đại dương rộng mở. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc, đáng trân trọng suốt cuộc đời của bạn. Bên trong khu vực đền, bạn có thể chỉ cần đi bộ xung quanh và khám phá toàn bộ khung cảnh đáng ngưỡng mộ của nó. Mặc dù nổi tiếng với cảnh hoàng hôn, bạn cũng có thể đến thật sớm vào buổi sáng để có ít đám đông hơn và có cơ hội cao hơn để thấy được hình ảnh thanh bình của ngôi đền. Ngoài ra còn có một số ngôi đền mà bạn có thể ghé thăm xung quanh Tatalot, đó là Pura Pekendugan, Pura Batu Bolong, Pura Zero Kangdang, Pura Enjung Galu và Pura Batu Mezan. Tatalot là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất ở vùng Canggu và là một phần của 7 ngôi đền trên biển ở Bali, như một địa điểm hành hương lớn của người Hindu. Thank you.
Đây là ngọn núi lửa cao nhất trên đảo Bali, Indonesia. Ngọn núi lửa nổi tiếng với các hoạt động phun trào nham thạch. Lịch sử và hiện tại cũng đã có những đợt phun trào làm ảnh hưởng đến khí hậu ở đây. Ngọn núi lửa rất hùng vĩ. Trong clip các bạn có thấy là đỉnh ngọn núi lửa có thể chạm đến mây và máy bay có thể bay qua đỉnh núi lửa. Máy bay ở đây là loại máy bay Airbus to A320, là loại máy bay rất cao mà chúng ta thấy ngọn núi lửa, đỉnh của nó ở ngay bên cạnh, chứng tỏ ngọn núi rất hùng vĩ, to vĩ đại. Đây là một nhà hàng rất tuyệt vời. Nhà hàng nằm ngay dưới chân của núi lửa Batu, một trong hai ngọn núi lửa lớn nhất của đảo Bali, Indonesia, bên cạnh núi lửa Agung, và nằm nhìn thẳng ra hồ Batu. Từ vị trí của nhà hàng có thể nhìn toàn cảnh thung lũng núi lửa Batu rất hùng vĩ, rất đẹp. Nhà hàng được thiết kế làm lưng sừng đồi, rất nhiều các Phật tử với những chiếc xe Harley rất đẹp đã đến đây ghé thăm, vừa nhâm nhi một tách cà phê, ăn một đĩa cơm và vừa ngắm khung cảnh hùng vĩ của ngọn núi lửa Batu và hồ Batu tuyệt đẹp. Ở đây không khí thật mát, bảng lảng, hơi sương và những áng mây, cảnh quan xanh mướt, thật tuyệt vời. Giá cả hợp lý, bạn hãy đến đây và trải nghiệm nhé. Chuỗi hệ thống cửa hàng Krishna chuyên bán các đồ lưu niệm và các đồ đặc sản của Bali rất tuyệt vời. Đây là một chuỗi cửa hàng nổi tiếng tại Bali. Chuỗi có 4-5 cửa hàng nằm tại các trung tâm thương mại mua bán sầm uất của Bali. May mắn khách sạn Arunika của chúng tôi nằm ngay cạnh một siêu thị Krishna ngay gần sân bay Gungra Rai của Bali, nên rất thuận tiện, chúng tôi chỉ đi bộ vài bước là đã đến cửa hàng Krishna này. Tại cửa hàng Krishna này có bán rất nhiều các thứ nhưng chuyên về đồ đặc sản của Bali, ví dụ như các loại áo, các loại vải lụa, các loại vải thô lanh, các đồ lưu niệm chạm khảm, các loại dép tông, các loại bánh trái, đồ khô, vân vân, rất nhiều thứ, giá cả rất hợp lý và rất nhiều chủng loại đa dạng để bạn lựa chọn. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, chu đáo và cửa hàng bán 24/24 giờ cho nên rất thuận tiện, chỗ để xe thoải mái. Bạn hãy ghé qua và chọn cho mình một
món đồ lưu niệm mua về làm quà khi đến thăm Bali nhé. Đây là một nhà hàng rất tuyệt vời trên đảo Bali. Nhà hàng nằm ngay cạnh, ngay gần với cung điện nước. Nhà hàng nằm giữa cánh đồng bát ngát, rộng mênh mông và xa xa là ngọn núi lửa Agung. Nhà hàng thực sự tuyệt vời. Khi vào trong nhà hàng mình cảm giác như được sống với thiên nhiên. Lối đi vào cổng nhà hàng được trang trí rất đẹp, mọi thứ rất hoàn hảo. Bước qua cánh cổng vào nhà hàng là cả một thế giới của tự nhiên, của những ruộng lúa. Đi men theo những lối nhỏ được chủ nhà hàng trồng những loại hoa rất đẹp và có trang trí rất nhiều các vật dụng sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương nơi đây. Chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc túp lều xinh xinh, những ổ rơm hoặc những bếp nấu bằng củi của người dân địa phương. Rất bình dị, rất an nhiên, rất nhẹ nhàng, rất bình an. Đi qua những khóm hoa nhỏ là cả một cánh đồng lúa trải rộng, mút tầm mắt. Ngồi ăn ở đây mà được ngắm những cánh đồng lúa đến mùa trổ bông thì không còn gì bằng. Mùi hương thơm của lúa, mùi thơm của hoa, cộng với không gian thoáng đãng, cộng với bầu trời xanh thẳm, cái không khí mát nhẹ nhẹ trên đảo Bali làm cảm giác thật thư thái. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon. Mọi người hay chọn món vịt, vịt nướng, vịt hầm và các món rau. Giá cả rất hợp lý. Khi đến thăm cung điện nước, bạn nhớ ghé thăm nhà hàng này nhé. Thank you.
chuỗi hệ thống cửa hàng Krishna chuyên bán các đồ lưu niệm và các đồ đặc sản của Bali rất tuyệt vời. Đây là một chuỗi cửa hàng nổi tiếng tại Bali, chuỗi có 4-5 cửa hàng nằm tại các trung tâm thương mại mua bán sầm uất của Bali. May mắn khách sạn Arunika của chúng tôi nằm ngay cạnh một siêu thị Krishna ngay gần sân bay Bung Rai của Bali, nên rất thuận tiện, chúng tôi chỉ đi bộ vài bước là đã đến cửa hàng Krishna này. Tại cửa hàng Krishna này có bán rất nhiều các thứ nhưng chuyên về đồ đặc sản của Bali, ví dụ như các loại áo, các loại vải lụa, các loại vải thô lanh, các đồ lưu niệm chạm khảm, các loại dép tông, các loại bánh trái, đồ khô, vân vân, rất nhiều thứ, giá cả rất hợp lý và rất nhiều chủng loại đa dạng để bạn lựa chọn. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, chu đáo và cửa hàng bán 24/24 giờ cho nên rất thuận tiện, chỗ để xe thoải mái. Bạn hãy ghé qua và chọn cho mình một món đồ lưu niệm mua về làm quà khi đến thăm Bali nhé.
Đây là nhà hàng rất tuyệt vời, nằm trên bãi biển Bali của Indonesia. Nhà hàng nằm ngay sát mặt biển. Trước mặt nhà hàng là con đường lớn, trung tâm của thành phố Bali, trên đảo Bali của thành phố Denpasar, Indonesia. Và đằng sau nhà hàng chính là những bãi cát trắng dài chạy dài ra biển. Nhà hàng chuyên bán các đồ hải sản rất tươi ngon tuyệt vời như tôm hùm, các loại mực, các loại cá, các loại ốc, các loại cua, tôm, các loại hải sản đặc trưng ngon của đảo Bali, Indonesia. Nhà hàng rất rộng rãi và có rất nhiều khu riêng. Đây là khu trong nhà. Mỗi khi trời mưa, bạn có thể ngồi ở trong nhà để thưởng thức những ly bia Bintang hoặc bia đảo Bali, ăn với hải sản. Còn khi trời đẹp, bạn có thể ra ngoài bãi cát, vừa ngắm biển, vừa nghe nhạc và vừa thưởng thức hải sản rất tuyệt vời. Ở đây được trang trí rất lộng lẫy, lung linh vào ban đêm. Trên dọc bãi biển rất nhiều nhà hàng để cho bạn lựa chọn, nhưng hầu hết các nhà hàng đều có chất lượng dịch vụ như nhau và có các chương trình biểu diễn hoạt động như nhau. Đây là nhạc DJ biểu diễn cho bạn khi bạn thưởng thức ẩm thực ở trên bãi biển. Ở ngoài bãi biển còn rất nhiều các trò giải trí như xích đu, đốt lửa trại, hay đơn giản là ngồi cùng với bạn gái của mình thưởng thức những ly bia, những ly rượu vang và ăn hải sản trên bãi biển tuyệt vời của Bali, Indonesia. Đặc biệt thời tiết ở đây rất mát mẻ. Các bạn có thể nhìn thấy xa xa là những con sóng vỗ rì rào trên bờ cát trắng. Rất thơ mộng, rất lên thơ. Các bạn có thể thấy vào ban đêm tất cả các nhà hàng đều treo rất nhiều đèn lung linh. Vào khoảng 8 rưỡi 9 giờ tối, ở đây còn có hoạt động bắn pháo hoa rất tuyệt vời. Ngoài ra còn các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân tộc, các điệu múa của dân tộc, người dân tộc trên đảo Bali rất tuyệt vời, rất hấp dẫn. Thực sự cảm giác buổi tối không khí trong lành, những cơn gió mát và tiếng sóng rì rào trên bãi biển, và được ngồi với những người bạn thân yêu của mình uống những ly bia Bintang hoặc bia Samaji của đảo Bali, thưởng thức hải sản thì không còn gì tuyệt vời hơn. Nếu bạn không biết uống bia, bạn có thể uống nước dừa, ở đây cũng rất tuyệt vời. Đồ ăn ở đây rất ngon, nhân viên nhiệt tình, chu đáo, vui vẻ. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé. Thank you.
là một khách sạn rất tuyệt vời ở đảo Bali. Khách sạn nằm gần khu núi lửa Agung và núi lửa Batu, rất thuận tiện khi đến thăm các địa điểm danh lam thắng cảnh của Bali như các đền cung điện nước, đền thần biển, đền cổng mặt trời, cổng thiên đường, và đặc biệt là thăm các khu vực núi lửa Agung và Batu. Khách sạn được thiết kế mới sang trọng hiện đại, có thang máy, có bể bơi, có nhà hàng, có quầy bar, có trung tâm hội nghị và có hệ thống nhân viên rất nhiệt tình, chu đáo, luôn luôn mỉm cười đối với khách hàng. Chúng tôi đã ở khách sạn này và cảm thấy rất thuận tiện, rất tuyệt vời. Buổi đêm chúng tôi lên tầng thượng trên tầng 4 để ngồi ngắm bể bơi và ngắm các phố xá xung quanh lên đèn rất đẹp. Buổi sáng thì lên tầng thượng để ngắm bình minh rất tuyệt vời, quang cảnh rất êm lên thơ, nhìn dãy núi lửa Agung và Batu sương bảng lảng bay rất đẹp. Đây là hai điện thờ trước cửa khách sạn, luôn luôn được các em nhân viên xinh đẹp chăm sóc chu đáo. Đây là bể bơi trên tầng thượng, tầng 4 của khách sạn. Buổi sáng tôi hay lên đây để ngắm bình minh rất đẹp. Xa xa là sương mờ bảng lạng và dãy núi lửa Agung Batu hùng vĩ. Trước mặt là sân vận động, trung tâm của đảo Bali. Những hàng dừa xanh mướt, những cánh đồng lúa, những dãy núi tạo nên vẻ hoang sơ mộc mạc ở Bali. Một cảm giác rất tuyệt vời. Đặc biệt không khí buổi sáng ở đây thì rất êm dịu, rất mát mẻ, làm người rất thanh thoát. Đây là phòng ốc của khách sạn. Phòng được trang trí rất tiện lợi, gọn gàng, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Phòng có quầy bar riêng, có bàn, có tivi, điều hòa, tủ lạnh, ghế đọc sách và phòng toilet rất gọn gàng, xinh xinh, ngăn nắp. Đặc biệt phòng khách sạn nhìn thẳng ra phố, ngắm mọi người qua lại náo nhiệt rất vui mắt. Bạn hãy đến đây và trải nghiệm các tiện nghi của khách sạn nhé. Đây là một nhà hàng rất tuyệt vời tại khu Ubud. Nhà hàng, từ vị trí nhà hàng có thể nhìn ngắm ngọn núi lửa Agung và ngọn núi lửa Batu rất hùng vĩ. Nhà hàng có thiết kế rất độc đáo theo phong cách miền quê, hoàn toàn làm bằng tre nứa và rất đẹp. Nhà hàng được thiết kế bởi các sảnh chính, nhà hàng chính và các nhà tiếp khách phụ ở xung quanh rất đẹp mắt, hoàn toàn là bằng tre lứa và các đèn trang trí rất lung linh huyền ảo. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, nhân viên nhiệt tình phục vụ chu đáo, giá cả hợp lý. Bạn hãy đến và thưởng thức nhé. Thank you.
Đây là một trung tâm chế tác đồ kim hoàn rất nổi tiếng tại Bali, Indonesia. Trung tâm kim hoàn này có cả một bảo tàng về kim hoàn rất nổi tiếng, rất đẹp, với những trang trí lộng lẫy, những mô hình khổng lồ. Đặc biệt ở đây trang trí những loại đá quý và những loại vàng bạc đá quý, những đồ mỹ kim cực kỳ tinh xảo, cực kỳ đẹp, cực kỳ hấp dẫn. Bạn hãy đến thưởng thức nhé. Ở đây có những loại đá có thể nói là không ở đâu có, và có những loại đá đã xếp kỷ lục thế giới về mức độ to, đẹp, lung linh huyền ảo của nó.
Đây là một cửa hàng chuyên bán đồ Bantik, đó là các đồ quần áo vẽ, thời trang vẽ bằng truyền thống, chất liệu vẽ truyền thống bằng mật ong và các đường sáp lên chất liệu vải thô của Indonesia. Rất tuyệt vời, rất đẹp, rất tinh tế, rất truyền thống, rất dân tộc. Đến đây bạn có thể mua những thớ vải, tự tay mình chọn những thớ vải thô đẹp dệt bởi những người dân địa phương đảo Bali, Indonesia, và sẽ có những chuyên gia vẽ thiết kế cho bạn những họa tiết rất tuyệt vời. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé. Thank you.
Đây là một khách sạn rất tuyệt vời tại trung tâm của thành phố Denpasar, Bali, Indonesia. Khách sạn nằm ngay bên cạnh sân bay Nura Rai, sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất của Bali. Lên khách sạn cũng thu hút rất đông khách du lịch lưu trú. Khách sạn được tiêu chuẩn 3 sao cộng đến 4 sao. Khách sạn rộng rãi, thoáng mát, có rất nhiều phòng và có rất nhiều tiện ích. Có quầy bar, nhà hàng, quán cà phê, phòng ốc được trang trí hiện đại, sạch sẽ. Có mỗi phòng đều có điều hòa, tủ bar, có ghế thưởng thức cà phê, ghế đọc sách, giường rộng rãi, nhà vệ sinh sạch sẽ. Giá cả của khách sạn cũng hợp lý và từ đây rất thuận tiện để đi các điểm tham quan khác tại Bali. Bạn hãy đến và thưởng thức nhé.
sân bay quốc tế Nurarai hay sân bay quốc tế Bali, tên giao dịch quốc tế là Nurarai Airport, tọa lạc tại Nam Bali, khoảng 15 km về phía nam của thành phố Denpasar. Đây là sân bay bận rộn thứ hai ở Indonesia sau sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta. Sân bay nằm trong khu vực phát triển ở phía nam Bali. Nhà ga nội địa nằm trong một tòa nhà cũ, còn nhà ga quốc tế nằm trong một tòa nhà hình chữ L. Sân bay này có 17 cửa, 3 ở nhà ga nội địa và 14 ở nhà ga quốc tế. Nhà ga nội địa có 35 quầy kiểm tra và 2 băng tải quay để trả hành lý. Hội đồng sân bay quốc tế đã trao tặng sân bay quốc tế Nusarai là sân bay tốt thứ 3 thế giới với 15 đến 25 triệu khách mỗi năm vào năm 2016 dựa trên dịch vụ của họ. Sân bay này được đặt tên theo tên của Igusti Nusarai, một anh hùng người Bali đã chết vào ngày 20 tháng 11 năm 1946 trong một trận đấu Puputan, có nghĩa là chiến đấu đến chết chống lại người Hà Lan tại Maga ở Tabanan, nơi người Hà Lan đánh bại đại đội của ông với sự hỗ trợ trên không, giết chết Nusarai và 95 người khác trong cách mạng Indonesia năm 1946. Sân bay Pena Putan Udara Tuban hay sân bay Tuban được thành lập vào năm 1931 tại điểm hẹp nhất trên bờ biển phía nam Bali. Tên sân bay Udara Tuban chính là tên ngày xưa của sân bay Nurarai. Sân bay ban đầu được xây dựng như một đường băng đơn giản dài 700 mét bởi văn phòng công trình công cộng Voorwerker and Waterstaat của chính quyền thuộc địa Hà Lan thực hiện. Khi mới thành lập, địa điểm này chỉ có một vài túp lều và một đường băng ngắn trải cỏ. Đầu phía bắc nằm trong nghĩa địa làng Tuban và ở phía nam, nó chiếm giữ khu đất trống trước đây. Vị trí ở khu vực này của hòn đảo sau đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đến và đi trên biển với tiếng ồn tối thiểu và các chuyến bay tràn vào các khu vực đông dân cư. Sân bay hiện tại có một đường băng hướng đông tây và đường lăn liên quan với hơn 1.000 mét chiều dài đường băng hướng về phía tây ra biển. Để đáp ứng số lượng hành khách ngày càng tăng, các tòa nhà ga đã được mở rộng bằng việc xây dựng một tòa nhà ga quốc tế được thực hiện từ năm 1965 đến năm 1969 thì hoàn thành. Điều này bổ sung thêm các cơ sở quốc tế cho nhà ga hành khách nội địa có. Sân bay quốc tế Nurarai mới được khánh thành vào ngày 1 tháng 8 năm 1968 bởi Tổng thống Indonesia Suharto với tên gọi là Pelabuhan Udara International Nurarai hay sân bay quốc tế Nurarai. Cái tên này đến từ Igusti Nurarai, một nhân vật Cộng hòa quốc gia quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập ở Indonesia.